Xin chào bà con nông dân. Hôm nay tôi rất vui được chia sẻ một bí quyết giúp cây trái luôn xanh tươi, khỏe mạnh. Đó chính là sản phẩm Siam B12, phân bón vi lượng Magicam. Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao cây trồng không được xanh tốt như mong muốn không? Một trong những nguyên nhân có thể là do đất thiếu các vị chất dinh dưỡng cần thiết. Siam B12 là loại phân bón vi lượng đặc biệt, bổ sung cả Magi và Kem, giúp cây trồng hấp thụ đầy đủ dưỡng chất. Magi đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình quảng hợp, giúp lá cây xanh tươi, tràn đầy sức sống. Còn Kem thì giúp cây phát triển tế bào, cho ra trái to, đều và chất lượng. Sử dụng Siam B12, bà con sẽ thấy vườn cây thay đổi rõ rệt. Lá cây xanh mượt, không còn vàng úa hay rừng nhiều. Trái cây cũng to hơn, ngon hơn, đạt tiêu chuẩn cao. Cách dùng Siam B12 rất đơn giản. Bà con chỉ cần pha loãng sản phẩm với nước sạch, rồi phun đều lên lá cây. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để cây hấp thụ tốt nhất. Lưu ý, bà con cần sử dụng đúng liều lượng và tần suất theo hướng dẫn. Dùng phân bón đúng cách sẽ giúp cây trồng phát triển tối ưu, tránh lãng phí và đảm bảo an toàn. Nếu muốn có một khu vườn xanh tốt, chịu quả, hãy dùng thứ Siam B12, phân bón vi lượng Magicam. Để biết thêm thông tin chi tiết và mua sản phẩm chính hãng, bà con truy cập dearplant.vn nhé. Chúc bà con có một mùa vụ bội thu, cây trái luôn xanh tươi. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.